Báo cho tụi bay một tin mừng. Tao mới về làm quen được mấy con nhỏ trong ban nhạc hồi nãy đó. Tụi bay không tin à? Thiệt đó, tao nói cho bọn họ biết là trong bốn đứa tụi mình, ba thằng bay đã có bầu hết rồi. Chỉ có mình tao là chưa. Bữa nay ban nhạc của các em thành công lớn, hoa và quà nhiều cầm không hết. Em có để dành hoa tặng cho thầy đó. Thầy có nhận hoa của em không? Nè, thôi mời tụi mình đi ăn mừng đó. Ai mời? Mấy anh bên trường Nam Phú Sơn. Hôm nay chỉ có tụi mình ăn mừng với nhau thôi, không cho người lạ vô. Ok. Cô giới thiệu thanh hoa cho tôi đi. Không được. Sao lại không? Anh phải làm theo lời tôi thì tôi mới giới thiệu cho. Cô Thanh Mỹ. Em cảm động quá. Tôi xin khen cô đẹp tuyệt trần. Cô đánh trống rất là tuyệt vời. Xin chào cô. Nụ cười thiên thần của em đã làm cho lòng của anh điên đảo. Trọn đêm qua anh đã thức trắng để nhớ về em, cho anh xin gặp em dù chỉ là một phút phù du. Điện thoại của anh 7142108551. Người yêu em Kim Trọng Hồ. Trời ơi, gặp em chỉ một phút phù du sao mà nghe rủng rúng quá vậy. Con nhỏ này, ai biểu mày nhận thơ của thằng cha đó. Thôi đi, tao trả công bắt thằng cha đi tặng quà cho Thanh Mỹ đó. Tụi mình đứa nào cũng được tặng quà mà, chỉ có một mình con mập Thanh Mỹ không được tặng thôi. Thôi đi, nhận được thơ tỏ tình sướng rồi còn làm bộ. Nè, cái thằng khùng nào mà yêu được em tôi vậy? Anh hai, anh nói em như vậy hả? Mấy đứa ăn thiệt tình nha. Dạ. Kim Trọng Hồ, Lý Đông Thức, Hàn Đinh Thạch. Đúng là ba chàng ngự lâm pháo thủ rồi. Nè, sao mày biết rõ mấy người đó? Vậy mới hay chứ. Tao học chung với họ lúc còn nhỏ, học nửa chừng đổi trường, bây giờ lớn rồi đâu có nhận ra. Nhớ hồi nhỏ cái mặt của Đinh Thạch đó ngu dữ lắm, sao bây giờ lớn lên đẹp trai dữ vậy ta? Mày đúng là đồ lãng mạn. Còn thầy giáo Thanh bỏ đi đâu? Tao sẽ lấy thầy giáo Thanh làm chồng. Nhóm Đồng Thức, mời tụi mình đi ăn, tụi bay tính sao hả? Có đi hay không? Thôi, tao không đi đâu. Mày là gia chánh đó, ở đó mà không đi. Đồng Thức mời Trọng Hồ trả tiền. Nha, nhắc lại lần nữa, bữa ăn này là mày phải trả tiền với nhà Trọng Hồ. Tụi tao tới đây ngồi làm cảnh cho mày tán thanh hoa đó nha. Được rồi, nhưng mà nếu như tụi bay muốn thả Gia Thanh sự với Minh Ân hả, tiền thì phải chia làm ba. Hê, hey, ăn đồ của dính hành ở kẻ răng kìa. Hả? Còn không? Đi gặp bạn gái mày làm gì như thằng khùng vậy? Bữa nay tụi bay đi tao hơi nhiều rồi đấy nha. Tao hẹn với Thanh Hoa nhưng có Minh Ân với Thanh Sử cho tụi bay nữa. Vậy sao? Thì để coi. Mày cần chứ tụi tao đâu có cần. Nhớ một lát đừng có tán nha. Tới rồi, tới rồi. Hi. Xin hân hạnh.
kể tôi. Các cô biểu diễn thiệt là hay. Cảm ơn anh Quá Khiên. Cái bài Bảy Sắc Cầu Vồng cô hát rất hay. Cô hát hay hơn là ca sĩ Milly nữa. Tôi chỉ là ca sĩ tài tử, đâu có dám so sánh với ai. Đâu phải, tôi khen thật lòng. Tôi thấy cô hát rất là hay. Anh khen ca sĩ hát hay kiểu gì đây? Trong trường chắc anh học giỏi lắm hả? Tôi học thì không có giỏi, nhưng tôi nổi tiếng là đánh lộn giỏi. Lớn nhỏ gì tôi cũng đánh hết, không có sợ ai. Ôi trời, thật hả? Lớn nhỏ gì cũng đánh hết. Vậy có đánh con gái không? Nếu con gái giữ cũng đánh luôn. Vậy nếu như tôi giữ thì anh có dám đánh tôi không? Nếu mà anh dám đánh tôi cũng dám giữ để cho anh đánh. Nhưng mà cô quá đẹp, tôi đâu có đành lòng đánh cô. Bộ mày khùng hả? Xin lỗi nha. Anh hùng không qua ải mỹ nhân, huống chi mấy cái thứ vô cùng. Có đúng không hả? Tụi tôi tới đây vì tưởng mấy anh là người lịch sự. Không vậy, mấy anh là dở giọng du đảng như vậy ra. Nếu như các anh có ngon, thử đụng tới tôi biết liền. Ê trời, đâu có cái gì mà căng thẳng dữ vậy hả? Chưa kịp giới thiệu với nhau mà đã gây lộn rồi. Tôi là Kim Trọng Hồ, cháu 38 đời của đại tướng Kim Du Thanh. Xin chào. Xin chào. Xin các cô hãy bỏ qua cho. Tên ở trong khai sinh của tôi là Lý Đồng Thức. Hàng đinh thạch. Tụi bay bữa nay sao tự nhiên mắc cỡ dữ vậy chứ hả? Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Thanh Sử, Chu Thanh Sử. Tôi là Trinh Thanh Hoa. Không biết mấy anh còn nhớ em không? Trường tiểu học Đông Sơn, lớp cô giáo Song Thi đó. Em tên là Minh Ân, Lý Minh Ân. Úi dạ. Tụi bay có nhớ hay không? Lớp trưởng Minh Ân nè. Wow. Mày mà làm lớp trưởng hả? Đinh Thạch, mày có nhớ không hả? Tao với mày trốn học bị lớp trưởng ghi tên lên mét cô giáo đó. Em chỉ làm bổn phận của lớp trưởng thôi. Anh Đinh Thạch, em nhớ hồi lúc còn nhỏ anh vẽ rất là đẹp. Có một lần em trực lớp chung với anh, anh có nhớ không vậy? Nói thiệt, tôi mấy chuyện này tôi không nhớ gì hết. Hay quá, như vậy là tụi mình đã quen với nhau lâu lắm rồi. Thôi kêu cái gì để ăn mừng đi nha. Hả? Vậy được, tao ăn cơm sườn. Em cũng ăn cơm sườn. Khoan đã, vô nhà hàng Mỹ mà ăn cơm sườn như vậy là già quê lắm. Ăn hamburger đi. Sao lại quê? Vô nhà hàng Mỹ thì ăn đồ Mỹ mới đúng là dân. Cậu. Tao muốn ăn steak. Tụi bay ăn cái gì? Nếu thích ăn steak thì kêu hamburger steak. Vậy mới là dân cậu chứ. Cái này tôi học ở bên Mỹ, tôi ăn mỗi ngày, ăn riết rồi phát ngán. Bồi đâu? Trong ba đứa, mày thích đứa nào? Thanh Sử. Vậy thì tao thích giống mày. Vì sao? Tao thích cái tánh hơi ngang ngang. Tao thì thích cổ ở hai con mắt tròn tròn, cái môi bầu bầu. Nhưng tao không thích cái đẹp, tao thích cái tánh hơn. Còn tao thích cái đẹp. Nói chơi thôi, mày nhào vô đi. Tao cũng là nói chơi. Hay là mày nhào vô đi. Đồng Thức, mày nói thiệt hả? Từ nhỏ tao với mày hay thích chung một thứ, nhưng những thứ tao chỉ xài chung được. Nhưng lần này có bộ là khó chia. Tao nói như vậy, mày có giận tao hay là không hả? Mày có vẻ tự tin quá. Tự tin cái gì? Cái kiểu mà mày nói
Giống như là mày đã trở thành người yêu của Thanh Sử rồi vậy. Wow, tao muốn là phải được. Theo tao thấy, cái con nhỏ đó không phải là dễ cưa đâu. Chứ, con gái hả? Đứa nào cũng giống nhau. Hay là hãy cá với tao đi. Cá gì? Cá tao cưa đổ được Thanh Sử hay không? Tao cá với mày. Mày thua cái gì? Thua cái gì cũng được. Bắt làm cái gì cũng phải nghe theo. Tụi bay thấy mấy người đó thế nào? Tao thấy Trọng Hộ say mê Thanh Hoa thấy rõ luôn đó. Còn người kia thế nào? Cũng tạm tạm. Thấy có vẻ ngầu lắm. Rất là đàn ông. Mày muốn nói là người nào? Tao đang hỏi gì Đông Thức mà. Trời. Thằng cha đó hả? Cái mặt khó ưa. Sao vậy? Tao thấy ảnh cũng dễ thương lắm mà. Thấy ảnh cũng khoái mày dữ lắm, cho nên lúc đầu đã chọc mày nổi điên lên đó. Tán gái kiểu gì vậy? So với Đinh Thạch, tao thích Đinh Thạch hơn nhiều lắm. Sao? Mày đúng là ngược đời mà. Tao thấy Đồng Thức thích mày, còn Đinh Thạch ảnh cứ nhìn tao hoài hả? Thôi đi, cho dù là ai thích ai thì cũng được hết. Giả lại tao và Đinh Thạch học chung với nhau từ nhỏ mà. Hay, tao đã biết rồi. Kể từ giờ phút này, tao không thèm đụng tới Đinh Thạch của mày nữa. Được chưa? Ok. Nói như vậy thì tao cũng chưa chắc gì thích Đinh Thạch đâu. Tại vì hồi nhỏ học chung, gặp nhau cũng vui vui, chứ đâu có gì. Cái muỗng.